sao kỳ vậy? Sao bữa nay cái cầu thang nó cong dữ nè, mà nó dài sọc ghê ghê. Ơi trời ơi, mày đừng có tưởng là mày dài mày cao mà tao đi không tới à mày. Tao đi không tới, ui trời ơi, thì tao bỏ hồi tao cũng tới thôi. Tao không thèm đi, tao không thèm làm con thỏ, tao chỉ làm con rùa thôi. Con rùa thông thái. Mấy thằng bạn nhậu tưởng là hay lắm, nó chọc quê mình, nó nói mình làm gì cũng chậm chạp giống như con rùa. Nhưng mà nó không biết là làm con rùa ngon hơn làm con thỏ đi. Trong bàn nhậu mình cái gì cũng chậm chạp hết á. Tới lúc tính tiền tụi nó nhanh chóng, nó bóc túi nó tính tiền, còn mình móc cái bóp ra từ từ. Khi mình móc ra được rồi thì nó cũng đã tính tiền rồi. Vừa bò vừa nói thôi cũng lên tới nơi thôi. Nhà mình không đây? Đúng rồi, nhà mình. Rồi đúng rồi. Ủa, nhà mình đây, cửa đâu rồi? Ôi cây, cửa đâu rồi? Ý trời ơi, có khi nào mình đi nhậu ở nhà ăn trộm nó vô nó rinh mất tiêu cái phòng của mình không? Trời ơi, bơ người ta, ăn trộm. Giờ này người ta ngủ hết rồi, mình có la lên thì cũng la vừa vừa thôi, để cho người ta ngủ. Nhậu phải có phép lịch sự. Thôi. Xích vô nằm cái coi, chiếm hết chỗ người ta. Rồi quá. Cái gì vậy? Xí xảo quỷ.
này nhà của tôi mà, tôi không có xảo quyệt đâu. Không phải nhà của cô. Nhà của tôi. Nhà này là của ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sợ của tôi. Để lại cho tôi, để cho tôi gìn, tôi giữ, tôi phải ở nó suốt đời. Khi nào tôi hết tiền thì tôi bán. Trời ơi ông ơi. Ôi trời. Trời ơi bây giờ tự nhiên đâu chui vô nhà tôi vậy nè. Đi ra. Đừng nói vậy nữa bạn nha. Đây nè. Cái nhà này tôi nhắm mắt lại thôi tôi cũng biết từng nơi từng chỗ. Đâu là phòng khách, đâu là phòng ngủ. Thôi đừng ơi. Đây là phòng ngủ của tôi, đây là giường của tôi. Đây là gối của tôi, đây là mền của tôi. Giờ tôi mở tôi ngủ. Trời ơi, ông đâu tự nhiên ông chui vô trong đây, ông nói cái nhà này là của ông, cái nhà này là của tôi. Dạ. Gì đó? Cô là ai mà cô vô nhà tôi? Hả? Trời đất ơi. Trình báo đàng hoàng. Tôi phải lập biên bản cô. Sáng mai tôi kiểm kê nhà này coi có mất cái gì không. Nếu mà mất là cô phải bồi thường. Bồi thường cho tôi. Bây giờ khỏi xỉu khỏi gì hết á, nằm im nha. Nằm im. Tôi đi chút xíu tôi trở lại xong rồi á. Tôi kiểm kê coi có mất cái gì không á. Ê, ông làm gì vậy? Đi restroom. Hả? Cũng có thể gọi là đi toilet. Người Việt Nam mình gọi là đi tè. Ông ơi ông, nó là cái tủ quần áo tôi ông mà tè vô chổng một cái, đang nước giờ đang khan hiếm. Ê! Trời ơi! Ông mà đi vô chổng là tôi giặt rồi. Trời ơi, tại vì tôi xảy ra cái chuyện này. Ông muốn đi vào đi đây nè. Ở đây mới là toilet. Đây. Không ở đây. Trời ơi. Ai à? Cái gì vậy? Đi tôi đi ra rơm. Tôi đi. Trời ơi. Đấy. Một bước nữa là tới toilet rồi. Một bước. Hả? Cô nha. Cái gì? Cô không được là ngăn cản cái quyền tự do của tôi nghe. Thì tôi bây giờ tôi muốn thoát nước. Cô ngăn cản hồi bể ống nước là cô đền à. Không. Tôi sẽ cho ông thoát nước, không có làm bể ống nước đâu. Bước một bước thôi, một bước thôi. Một bước nữa rồi. Một bước. Rồi đây. Đúng rồi. Đi. Thôi ơi. Lạy ông bà tổ tiên. Ơi cho tôi. Ê cái gì vậy? Đây là ác mộng đâu, ác mộng. Mày là thằng nào? Mày dám vô đây mà cơn tờ mày. Mày cơn tờ mày. Mày muốn không? Tao đập bể mày, tao đánh mày chết. Ê! Có thằng cơn tôi nè. Đừng. Đâu? Nó con tôi. Cái kiến. Tôi phải đập nó. Đừng đập nó. Đừng đập nó. Nó dám vô nhà tôi, nó ăn trộm, nó còn cơn tôi nữa. Nặng quá. Đây nè. Cô quá đáng lắm nha. Cô đã vô nhà tôi rồi mà cô còn dẫn thêm tình nhân của cô vô đây. Hai người vô tò te tu tí tu ti tu ti. Hả? Định kiếm nhà tôi phải không? Phải không? Lại cha. Con lại cha. Bây giờ ông làm ơn làm phước, ông nói nhà ông ở đâu, số nhà số mấy tôi đưa ông về. Ông ở đây từ một đêm nữa là sáng mai tôi chết thiệt. Đi về. Nhà này là nhà của tôi. Hả? Từng viên gạch, từng món đồ, từng cái ly cái tách tôi thuộc nằm lòng. Nè bây giờ ông bình tĩnh nghe tôi nói nghe. Hồi nãy là ông vô toilet. Cái thằng khốn nạn ở trong cái kiến á là ông. Ê! Nó xạo với tôi. Thiệt? Bà xạo với tôi hả? Bà tính vô đây bà lấy hết đồ tôi, chiếm đồ của tôi, bà xạo với tôi hả? Tào thị. Trời ơi, nó kêu tôi là tào thị. Ông ơi, bây giờ vậy ha. Bây giờ ông chứng minh tại sao nếu như cái nhà là cái nhà của ông mà tôi lại trong nhà của ông. Chứng minh.
chứng minh dễ lắm. Tôi chứng minh dễ lắm. Để chứng minh tôi sẽ đập hết đồ đạc trong nhà này, tôi phá tan nát hết luôn. Tại sao? Tại vì á, nếu mà đồ của cô thì làm sao mà tôi dám phá, đúng không? Đúng. Còn đồ của tôi á, thì tôi đập nát hết rồi, tôi thoải mái tôi đập rồi, tôi đập. Bà xuống. Bây giờ để tôi đập đi mới chứng minh được. Bây giờ ngồi xuống đây. Bây giờ tôi cứ tạm tin là căn nhà này là của ông đi. Nhưng mà giờ tôi có câu hỏi được không? Bây giờ chơi gì hỏi trả lời được không? Hỏi nghe. Câu hỏi bắt đầu. Nếu như nhà này nhà của ông thì tại sao tôi có mặt trong nhà của ông? Ren. Bỏ qua. Ủa sao vậy? Câu này khó quá trả lời không được. Ren dành chỗ nhưng mà suy nghĩ không được. Bỏ qua. Vậy hả? Đổi quyền trợ giúp. Đổi câu hỏi. Ừ. Đợi chút. Đổi câu hỏi. Đổi. Nếu như tôi ở trong nhà của ông thì tôi là ai? Ren. Trả lời. Người ở. Trời ơi. Xin lỗi. Quên, tôi nhớ rồi. Nhà tôi á, không có người ở. Thì ông đừng nói là tôi là vợ ông nha. Ren. Trả lời dứt khoát. Sao? Đây, chưa vợ. Vậy hả? Yeah. Vậy tôi là cái giống gì? Giống cái. Là giống cái, đây là giống được, đây là giống cái. Trời ơi, tôi hỏi ông nè, ông bình tĩnh ông nghe tôi nói nè. Tại sao tôi có mặt trong nhà của ông nếu nhà này là nhà của ông? Ai cha lại là hơi nhớ, ai cha là hơi nhớ. Nhớ là chưa? Ở trong này nó giật pưng pưng pưng, mới nghe câu hỏi giật pưng pưng. Tôi là ai? Đúng hả? Tại sao tôi trong nhà ông đêm khuya đúng không? Nhà tôi giữa đêm khuya một người xa lạ vào nhà tôi. Đúng. Nhà tôi mà tôi là độc thân, một chàng trai đẹp mà lại có một người xa lạ vào. Nhớ ra nhà biết rồi. Kỹ đi, nhớ về. Cô là gà móng đỏ. Trời ơi trời, tại sao trời lại sanh ra một cái thằng quỷ nó xuống đây nó phá tôi dưới đêm khuya. Tôi già tôi nhanh tôi ngủ được, nó gà bóng đỏ. Không, còn trẻ đẹp lắm ấy ơi ấy. Mình quen ấy lúc nào thế nhỉ? Ở đâu vậy hử? Ở đường Nguyễn Thị Minh Khai hay là bà Nguyễn Thanh Quang vậy? Nhớ rồi. Lúc nãy mình xỉn quá mình mới đi. Xỉn mà đứng chân chị. Đứng hai chân đi. Nhớ rồi. Lúc nãy tôi xỉn quá tôi đi về. Đúng rồi. Tôi thấy em đứng ở một cái gốc cây. Em ngoắc. Tôi gật. Hai đứa mình ôm nhau, dẫn nhau về đây mình tâm tình, đúng không? Nói tôi gà hả? Ủa, gần chết rồi, dùng cái đó nè. Có xạo nha. Tôi mới đụng có chút xíu, đừng nói tôi xỉu nha. Vậy đi, nói số nhà ông, số máy tôi đưa ông về. Bà đêm khi tôi thức trắng với ông vậy hả? Vậy ông mà không vậy hả, tôi là gà bóng đỏ đó, tôi lấy cái bóng tôi cào vô mặt ông bây giờ. Sao nằm yên bất động hả? Đừng nói tôi chút hơi thở cuối cùng ở đây rồi mang quà ông ơi. Tỉnh nhẹ anh ơi, tỉnh. Người ta mà xỉu là coi trong phim á sẽ lấy cái hơi thở của mình thổi trong lỗ tai. Phải thổi lỗ tai, thổi trong lỗ mũi. Phải thổi trong lỗ mũi. Thổi vô trong miệng. Trời ơi. Tôi mà hô hấp nhân tạo cho con cha này xong chắc là mai tôi xỉn luôn quá. Rồi ông ma men. Vậy đi. Thôi kệ nó. Cố một người bằng xây 10 cái villa. Trời ơi, chẳng lẽ cái bờ môi chưa bao giờ hung một người đàn ông nào, bây giờ phải hung một người say rượu. Hung xong chắc môi kề môi.
gì vậy? Cô định cưỡng bức tôi phải không? Hả? Cô cưỡng hiếp tôi phải không? Nghĩ sao tôi vậy đi cưỡng hiếp ông trời. Tôi chưa có làm gì ông đâu mà khóc. Cái gì vậy? Cái gì? Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh. Tại sao em bỏ anh? Anh vẫn yêu em mà. Anh yêu em lắm. Đừng. Đừng có lấy cái lý do đó. Đừng lấy lý do là anh nhậu nhẹt em bỏ anh. Không, không có. Trước đây anh đâu có uống. Anh không uống một giọt nào hết. Anh đi làm. Anh để dành tiền. Dành dụm tiền để mình làm đám cưới. Nhưng rồi em đã thay đổi. Em đã gặp nó. Ông này là bị mộng du. Em gặp nó. Nó có nhiều tiền. Em nói với anh là dù cho nó có nhiều tiền, em cũng không yêu nó. Em chỉ yêu anh. Đúng rồi. Em sẽ chung thủy với anh. Đúng. Anh rất tin. Nhưng mà dần dần em đã thay đổi. Anh biết là dù có tiền cũng không mua được em. Nhưng có rất nhiều tiền thì sẽ mua được em. Sau đó em lại đi theo nó. Em bỏ anh. Anh buồn. Anh mới nhậu nhẹt. Anh mới ra nông nổi này. Anh ơi, anh bình tĩnh đi anh. Nè, anh nghe tôi nói nè. Đừng. Gì vậy? Đừng đưa tiền. Em đưa tiền cho anh. Anh đâu cần tiền. Anh chỉ cần em thôi. Được, đừng xé tiền nha. Tiền này. Đừng xé. Tiền nhiều quá. Tiền đô la. Trăm đô không á? Nó cho em hả? Ờ. Em định đem về mua chuộc anh hả? Ờ. Không. Anh xé. Đừng xé. Anh xé. Đừng xé mà. Anh xé hết. Anh xé hết. Đừng anh xé. Anh không cần tiền. Tiền nhiều quá. Tiền nhiều quá. À. Thì ra ông này bị bồ bỏ. Xong sau đó mới say rượu. Say rượu rồi á thì sẽ nói thiệt. Mà nhất là những người mộng du này thì ta nói càng thiệt. Cái cô đó cũng ngu nữa. Có một người yêu thương mình như vậy, mê tiền đi theo làm gì? Sau này con ông nó tỏ đường đi nó về, nó đá đít kiếm một người như anh này không có. Bà nhìn kỹ, ông này cũng dễ thương, cũng đẹp trai, chứ cũng đâu tới nổi gì đâu. Mà cô đó cũng dở thiệt. Đời cũng bất công ghê. Người thì bỏ người này, chụp người kia, mua người nọ, hốt người kia. Trong khi mình, tao nói chụp như chụp ếch vậy đó, ai cũng chụp. Mà giờ vẫn còn ở không. Đời bất công quá. Tôi chỉ cần một người như vậy thôi, tôi sẽ chăm sóc suốt cuộc đời. Ủa, đâu suốt cuộc đời, nửa cuộc đời của tôi. Mà cũng không có. Thôi, bây giờ tôi tính vậy. Anh cũng nằm lại im rồi. Anh đừng có quậy, tôi sẽ hy sinh đời gái tôi cho anh ngủ trong nhà tôi luôn. Trời ơi, anh cứ ngủ ở đây đi. Ngày mai thức dậy, tự nhiên từ trong nhà tôi bước ra một người đàn ông. Trời ơi, chắc tôi hãnh diện với hàng xóm lắm. Thôi, cứ nằm im đó ngủ đi ha. Tôi ngủ đây, mất mấy tiếng đồng hồ quần quật cho ông mệt quá. Mai mốt cũng nhậu nữa đâu. Ê, gì vậy nè trời? Mình đâu có xài ba cái này đâu. Tự nhiên toilet mình này lạ quắc lạ quơ vậy. Ê, trời, sao bằng chả đánh răng bình màu xanh mà tự nhiên giờ thành màu hường vậy? Sao cái gì cũng hường hết vậy nè. Của tôi không phải của tôi.
Ê, gì vậy? Gì vậy? Không phải, anh kêu tôi làm gì? Không phải. Sao vậy ta? Mình cố tình mình đi ngang nhà cổ, mình đứng mình chờ mấy tiếng đồng hồ mà sao nay không gặp cổ. Nghĩ cũng mắc cười. Tội nghiệp cổ á. Cái đêm mình lộn nhà cổ, chắc cổ cũng chịu đựng dữ lắm á. Dễ thương. Người tốt. Mình muốn xin lỗi cổ ghê luôn. Mà mỗi lần gặp cổ mình run quá. Ngủ một giấc, quyết định ngày mai mình sẽ đến rình nhà cổ. Cổ xuất hiện là mình sẽ gặp cổ, mình xin lỗi cổ. Sau đó mình sẽ tỏ tình với cổ. Nằm xích qua bên kia coi, nhường cho ông ta nằm với chứ. Trời, thì ra là cô hả? Sao cô ở trong nhà tôi, cô ở trong phòng của tôi nữa? Thì mấy đêm nay, đêm nào tôi cũng đợi anh lộn qua nhà của tôi nữa. Hả? Nhưng anh không lộn, tự động tôi lộn qua nhà anh. Hả? Tôi báo cho anh một thông tin. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ lộn nhà hoài luôn. Lộn dài dài.